Ơn gọi trước tiên được hiểu là lời mời gọi thiêng liêng xuất phát từ Thiên Chúa dành cho con người. Ơn gọi được Chúa dành cho mỗi người mỗi khác. Có thể nói ơn gọi đầu tiên là ơn gọi làm con Thiên Chúa. Có người nhận lãnh ơn gọi này từ khi mới sinh. Có người thì lúc lên 10, 20. Có người thì về già mới là lần đầu tiên được gặp Chúa. Đây là một ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhân không, là một món quà vô giá tặng trao cho con người. Thiên Chúa còn mời gọi chúng ta bước theo Ngài trong ơn gọi thứ hai trên hành trình đức tin. Đó là ơn gọi sống hôn nhân hoặc ơn gọi sống đời sống tu trì. Để nhận ra ơn gọi này, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải thật sự chọn lựa kỹ càng. Trong tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, sẽ họp tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về hiệp hành. Khi đề cập đến vấn đề ơn gọi của người Kitô hữu, Thượng Hội đồng cũng quan tâm đến một vấn đề, đó là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay sống không có ơn gọi. Nghĩa là không có một lý tưởng cho cuộc sống. Họ sống cho qua ngày, buông theo số phận, hoặc đóng khép chính cuộc đời của mình. Thật sự, Thượng Hội đồng muốn chúng ta nhìn lại một quan niệm về ơn gọi. Một bên là thái độ của những người không có ơn gọi, sống bấp bênh trôi nổi qua ngày, chẳng có một lý tưởng nào hết. Bên kia là quan niệm chật hẹp về ơn gọi, đó là chỉ giới hạn ơn gọi trong bậc sống tu trì. Trong sứ điệp Ngài Thế Giới cầu cho ơn gọi lần thứ 59, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ơn gọi phải được hiểu theo nghĩa rộng, đó là ơn được ban cho mọi Kitô hữu, chứ không phải là nghĩa hẹp là ơn thiên triệu dành cho các linh mục tu sĩ mà thôi. Tất cả mọi người đều được mời gọi chung tay nỗ lực trong mọi lĩnh vực mục vụ và loan báo tin mừng. Cần tránh não trạng tách biệt linh mục và giáo dân, coi các linh mục là những người giữ vai trò chính, còn giáo dân chỉ là những người thừa hành. Quả thật tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi ý thức về ơn gọi của bản thân theo gương của Đức Chinh Nữ Maria. Mẹ đã vui mừng đón nhận ơn gọi làm mẹ đấng cứu thế. Và sau khi hoàn tất ơn gọi của mình ở trần thế, mẹ đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời chung hưởng phúc vinh quang. Mẹ chính là hình ảnh báo trước và đảm bảo cho những ai sống triệt để ơn gọi của mình trên cuộc đời lữ hành trần thế này. Suy ngẫm về ơn gọi của Đức Maria sẽ giúp chúng ta sống ơn gọi cao trọng nhất của mỗi người, đó là ơn gọi nên thánh. Khi định hướng cho tương lai, nhiều bạn trẻ ngày nay cảm thấy mông lung và vô định, không biết phải xuất phát từ đâu và đi về đâu. Sống không mục tiêu, nhiều người đã biến cuộc sống tươi đẹp Chúa ban thành tẻ nhạt và vô vị. Không chỉ là người trẻ, mà nhiều người công giáo cũng sống trong tình trạng không ơn gọi như vậy. Không biết mình có ơn gọi hay không, thậm chí là không ý thức về ơn gọi của chính mình. Trước khi Đức Giêsu về trời, Ngài đã ra một lệnh truyền: anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đó chẳng phải là một lời mời gọi, một ơn gọi tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng đó sao? Hơn 2.000 năm qua, giáo hội miệt mài với sứ mạng ấy và vui mừng khi ai đó quảng đại dấn thân chia sẻ sứ mạng này. Rõ ràng, sứ mạng loan báo tin mừng không chỉ giới hạn nơi các nhà truyền giáo, các giám mục, linh mục tu sĩ, mà là sứ mạng cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta đang có ơn gọi. Thiên Chúa đã mời gọi mọi người chúng ta rồi, và Ngài hằng chờ mong lời đáp trả của mỗi người chúng ta. Ôi, sự đáp trả của con người trước tiếng gọi của Thiên Chúa quan trọng đến chừng nào. Thiên Chúa đang chờ chúng ta đáp trả như lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, chấp nhận bước vào hành trình nên thánh để nên hoàn thiện hơn, như lời mời gọi của Đức Giêsu: anh em hãy nên hoàn thiện. Trong ơn gọi, Thiên Chúa không phân biệt người nữ hay người nam, người giỏi hay dở,
người trẻ hay già, nhưng tất cả đều nhằm đến một mục tiêu duy nhất là được nên giống Chúa Giêsu trong mọi sự. Đức Maria đã bộc lộ niềm tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và đã vâng theo ý định của Người. Mẹ đứng dưới chân cây thập giá trong khi các môn đệ bỏ trốn. Mẹ đã trung thành với ơn gọi của mình đến phút cuối cùng. Thiên Chúa đã tuôn đổ ân sủng trên Đức Maria, giờ sẽ là đến lượt chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi để đáp trả ơn gọi của đời mình với niềm tín thác vào Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc. Khi chúng ta yêu Chúa đủ, chúng ta mới có thể dễ dàng nhận ra ơn gọi của mình và đáp trả cách mau mắn. Nói như mẹ Teresa Calcutta, ơn gọi là một lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và minh chứng tình yêu đó. Ơn gọi không phải là những gì chúng ta đang làm hay chúng ta đang làm được bao nhiêu, mà là bao nhiêu tình yêu chúng ta đã đặt vào công việc mà chúng ta đã được giao phó. Như thế, trước một sứ mạng, nếu chúng ta biết đáp trả bằng lòng yêu mến, thì sứ mạng ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng. Qua biến cố truyền tin của Đức Maria, chúng ta thấy một hòa ảnh tuyệt vời về một người phụ nữ chấp nhận ơn gọi của Thiên Chúa bằng sự yêu mến hết lòng. Xin Thiên Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Mẹ không miễn cưỡng hay vị nể ai. Mẹ hạnh phúc với quyết định của mình. Mẹ đã khám phá ra ơn gọi trở thành tình yêu. Và mẹ không ngừng dùng tình yêu ấy và sự chân thành mà đối đãi với mọi người xung quanh. Tình yêu Thiên Chúa đã thánh hóa mẹ và biến đổi mẹ để mẹ có khả năng đón nhận từng người và từng biến cố khổ đau bằng đức ái. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên đồi Canvê, mẹ còn thể hiện đức mến tuyệt vời khi can đảm đứng dưới chân thập giá, đón nhận lời chân trối của Chúa Giêsu để trở thành mẹ của giáo hội và mẹ của mọi tín hữu. Để sống trọn vẹn ơn gọi, cần lắm một tình yêu đủ lớn để có thể hy sinh làm khỏa lấp mọi khuyết điểm, đón nhận mọi đau khổ, trầm luân của người khác mang tới. Như thế, dù ở vị thế là một tu sĩ hay một giáo dân, thì mỗi người chúng ta đều được mời gọi để yêu mến Thiên Chúa bằng trọn vẹn con tim, và điều ấy được diễn đạt qua tư tưởng, lời nói, việc làm. Đó là ơn gọi phổ quát của tất cả Kitô hữu. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi đặt nền trên việc yêu mến Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ về điều này. Dù thông thái cao siêu mà không có lòng yêu mến thì cũng chẳng là gì. Giả như tôi được ơn nói tiên tri hay được biết hết mọi điều nhiệm màu, mọi lễ cao siêu, hay được tất cả đức tin đến nỗi chuyển núi dời non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Nói như thế không có nghĩa là ơn gọi là ta chọn Chúa và ta yêu mến Chúa trước, nhưng mà là Chúa đã chọn và yêu mến chúng ta trước, nhất là nơi bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng bí tích thánh thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình. Với bí tích này, Người mặc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong bí tích kỳ diệu này đã bày tỏ được tình yêu vĩ đại, tình yêu thúc bách trao hiến chính mạng sống của mình cho bạn hữu. Vâng, Chúa Giêsu đã yêu những kẻ thuộc về mình cho đến cùng. Qua thánh thể, chúng ta có thể nghe một tiếng gọi trao đổi tình yêu.
Và khi rước lễ, sự trao đổi tình yêu ấy đạt tới mức sâu xa nhất. Được ở trong Chúa Kitô cũng như được Ngài ở trong ta. Chính nhờ tình yêu nơi bí tích thánh thể mà chúng ta được liên kết vững bền với Đức Kitô. Nên Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu thôi thúc các chị em đừng vội vàng sau khi rước lễ. Thánh nhân nói: "Chúng ta hãy giữ lại cho mình tình yêu của Chúa Giêsu và đừng lãng phí thời gian sau hiệp lễ." Lạy mẹ Maria, mẹ đã đáp trả và trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho mẹ bằng một tình yêu sâu sắc. Chính tình yêu là phương dược linh diệu bổ sức trên hành trình nên thánh của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con mau mắn nhận ra và đáp trả ơn gọi như mẹ. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, xin cho chúng con can đảm tham gia vào những trào lưu nên thánh mà các bậc đại thánh nam nữ đã khơi dậy theo chân Đức Kitô. Vì đó không chỉ là ơn gọi cao trọng nhất của đời sống chúng con, mà còn là bổn phận và trách nhiệm của chúng con nữa.